này người buồn cười nhỉ. Thế em còn chẳng được, bớt là bớt thế nào? Tao nói thật nhá, tao nhìn thằng đấy chả tử tế gì cả. Thế nên là bách nhau về hộ tao cái và buông tha cho con này đi. Ê, mà lại đi gặp ông Việt Kiều đấy à? Ừ, đúng rồi. Tao có hẹn với anh Tuấn tối nay đi xem phim với cả ăn uống luôn một thể. Cho nên là mày không có một phần cơm tao đâu. Tao nói thật nhá, tao nhìn thằng đấy chả tử tế gì cả. Mày cứ đâm đầu vào. Mà mày không thấy thương anh Đức à? Sao mày cứ bênh Đức chằm chạp thế? Cái thằng mà lúc nào cũng đi sửa xe, mặt mũi lúc nào thì cũng nhem nhem, dầu mỡ. Ăn tiêu cái gì thì cũng phải tính toán chia đi, từng tí một. Thời buổi bây giờ ấy, con gái đừng có ăn bánh vẽ của mấy thằng nhà nghèo không có tiền đồ. Chứ sao mà không chia tay đi, cỡ mở thế. Con này vừa buồn cười nhở. Thế em còn chẳng được, bớt là bớt thế nào. Nó nghèo nhưng nó chiều tao. Sắp tới nó còn nói là nó sẽ mua cái thuốc mọc tóc lít he với cả xâm tổ lướt bue collagen cho tao nữa đấy. Nghe nói thuốc này rất là hot trên mạng. Thế nhá, ta đi đây. Thằng đấy là thằng nào? Hả? Là bạn em. Bạn à? Bạn mà chúng mày ôm hôn nhau giữa đường giữa chợ như thế này à? Cô cắm sừng tôi đúng không? Ờ, đúng. Tôi cắm sừng anh đấy. Bạn trai tôi à? Đúng. Anh ấy là bạn trai tôi, vừa cao giáo, vừa nhà giàu, lại là Việt Kiều mới về nước. Thế chừng anh ấy hoàn toàn có đủ khả năng để lo cho tôi một cuộc sống đầy đủ. Còn anh, anh nghĩ anh có đủ khả năng đó không? Xem ra anh đúng là không biết điều khi mà tôi đã cố gắng ban phát một tí tình yêu của mình dành cho anh. Mày im đi. Tao không ngờ mày là loại người đấy đâu Phương Anh à. Sao? Bênh nhau à? Hay là mày thích nó rồi? À mà thôi không sao. Bởi vì con vịt xấu xí như mày cũng chỉ phù hợp với ngữ cốc ẻ thôi. Thế nên là bênh nhau về hộ tao cái và buông tha cho con này đi nhá. Cô! À!
cảm ơn nhé. Sâm tố nữ, ue collagen và thuốc mọc tóc dính he. Thật ra anh chẳng chê bai gì em đâu, nhưng mà anh muốn người yêu của mình sẽ tự tin hơn và sau này ra đường không phải đi cúi gặp mặt như vậy nữa. Có phải là em uống cái này xong là em sẽ xinh hơn đúng không? Đúng rồi đấy. Anh này không nói với em một câu. Anh đang mải ngắm người yêu của mình cho nên là quên mất. Mà dạo này em xinh cứ như là minh tinh ý, chắc anh phải lo mà giữ em mất thôi. Anh Đức, em ơi, mà còn yêu em đúng không? Em sai rồi, mình phải nói từ đầu đi. Không. À. Em xin lỗi. Nhưng mà anh có người yêu mới. Diệu, sao mày dám? Giỏi lắm Diệu ạ. Cái loại khốn nạn đần mắt bản thân như mày, nó khinh. Mày có biết trên cuộc đời này thì loại chó ma nhất đó chính là gì không? Là cái đứa dám đi cướp người yêu của bản thân mình đấy. Thôi đi, cô không có quyền
không có tư cách để nói cô ấy đâu. Cái loại bạn bè như cô ấy, bỏ người yêu, bỏ bạn đi theo mấy thằng nhà giàu thì làm gì có tư cách mà nói ai chứ. Tôi không phải là cái thùng rác mà chứa các loại con gái hết hạn như cô đâu. Anh! Đi thôi. Quay đầu lại thì vẫn là bờ đấy mày à. Kiều! Đừng! Đừng bỏ tao!